Cổ động viên Malaysia tranh cãi về trọng tài ở trận thua Việt Nam. Malaysia đã có lợi thế chơi hơn người từ phút 32 sau chiếc thẻ đỏ của Nguyễn Văn Toàn, nhưng không thể tận dụng được để tìm kiếm bàn thắng. Thay vào đó, họ lại chịu phạt đền ở phút 62 và Ajam Ami nhận thẻ đỏ trực tiếp khi trọng tài xác định hậu vệ này đánh nguội Đoàn Văn Hậu. Chính quyết định của trọng tài người Nhật Bản đã gây ra tranh cãi lớn từ các cổ động viên Malaysia. Trên Facebook của Liên đoàn bóng đá nước này, rất nhiều bình luận xuất hiện. Trận đấu diễn ra cân bằng nhưng quyết định của trọng tài đã thay đổi tình thế. Hy vọng chúng ta có thể cố gắng hết sức khi gặp Singapore ở trận đấu tiếp theo. Lỗi của những cầu thủ của chúng ta không biết kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy nhìn vào người gây ra phạt đền đã quyết tâm trả đũa cầu thủ Việt Nam. Ngoài quyết định của trọng tài ra thì tâm lý các cầu thủ chúng ta có vấn đề, họ đã bị cảm xúc chi phối dẫn đến thẻ đỏ. Trọng tài chắc chắn là sai khi thổi phạt đền, nhưng hành động của Ami thì không đáng xảy ra khiến cả đội phải trả giá. Cũng có ý kiến cho rằng Malaysia phải thừa nhận thực tế là Việt Nam có trình độ hơn hẳn. Đúng quyết định của trọng tài tối nay có thể gây tranh cãi nhưng đừng phủ nhận rằng chất lượng lối chơi của Việt Nam hơn Malaysia. Họ chuyền bóng gọn gàng và kỹ năng cá nhân chất lượng, hãy chấp nhận sự thật và quay trở lại cho trận đấu tiếp theo. Chúng ta chơi hơn người mà không kiểm soát được trận đấu thì cần phải thừa nhận rằng Việt Nam có chất lượng vượt trội, hãy chấp nhận thực tế thôi. Trọng tài chỉ đóng 15% vai trò, phần còn lại phụ thuộc vào cầu thủ.